Sau hơn một tháng khai trương, phố ẩm thực Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều gian hàng và nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác được ra mắt. Phố ẩm thực Phan Xích Long được khai trương từ ngày 26 tháng 1, nằm trong khu phức hợp thể thao Rạch Miễu. Sau hơn một tháng khai trương, phố ẩm thực Phan Xích Long đã mở thêm nhiều gian hàng ẩm thực mới, cũng như thêm một số hoạt động vui chơi giải trí khác. Theo ghi nhận của BLO, tối ngày 1 tháng 3 và ngày 2 tháng 3, trong khung thời gian từ 19 tới 21 giờ, tại phố ẩm thực Phan Xích Long, quận Phú Nhuận có khoảng gần 30 gian hàng ẩm thực hoạt động với đa dạng và phong phú món ăn đến từ ba miền của Việt Nam. Về giá cả, các loại đồ ăn, nước uống có mức giá từ 20.000 đồng trở lên. Có nhiều quầy hàng rất thu hút khách, thậm chí là bán không kịp vì khách tới liên tục. Bên cạnh phục vụ ẩm thực, phố Phan Xích Long còn phục vụ nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác như là nhạc acoustic, tô tượng, các trò chơi dân gian và các hoạt động ngoài trời. Tiến sĩ Vũ Thu Hiền, khoa du lịch, Đại học Tài chính Marketing đánh giá rằng để thúc đẩy phát triển kinh tế đêm thì loại hình ẩm thực và giải trí là phù hợp nhất. Để phố ẩm thực Phan Xích Long phát triển theo chiều sâu, ngành chức năng nên nghiên cứu về đối tượng khách sau một thời gian hoạt động và phải xác định khuynh hướng ẩm thực.